Quay shop. Trời đất ơi, bữa nay em bày đặt hút thuốc nữa hả? Trời tôi. Ai vậy em hút thuốc gì? Quay shop. Nghe anh hỏi nè. Không biết thì thôi, bày đặt hút thuốc gì rồi ho sặc. Mấy bữa nay em đi đâu vậy? Anh tìm em quá trời quá đất luôn không thấy gì. Sao bữa nay mặt mày em hốc hác quá vậy? Em bệnh hả? Không có bệnh gì hết á. Hoài Sơn, em sao vậy? Em ghét anh lắm phải không Hoài Sơn? Không có ghét, nhưng căm thù. Phải, tôi căm thù anh đó. Hoài Sơn, em nói gì vậy? Tôi không ngờ anh lại là một con người không có trái tim. Hoài Sơn, em nói cái gì vậy? Hả? Anh biết là em đang giận anh, nhưng mà anh không có cố tình mà. Anh không cố tình. Vậy anh bản lĩnh, anh khôn ngoan lắm. Biết bao nhiêu cô gái đau khổ vì anh. Bây giờ ngay cả người yêu của em mình anh cũng không buông tha nên anh cắt đường. Hoài Sơn, em nghe anh nói nè. Anh nói thật với lòng mình, anh không bao giờ muốn như vậy. Em hiểu cho anh mà Hoài Sơn. Anh không muốn hả? Tôi không ngờ tôi có một người anh không có lương tâm. Sơn, anh đánh tôi đi. Anh đã chà đạp lên tình yêu của em mà cũng cách phủ phàng cho tàn nhẫn đến như vậy. Hoài Sơn, em cứ trách mắng anh đi, anh sẽ cúi đầu cam chịu. Nhưng còn Hà Trang, em có hiểu được Hà Trang không? Tôi không muốn biết. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng Hà Trang là một cô gái ngây thơ và khờ dại. Còn anh là một tay dài dáng bóng chân. Sớm anh quyến rũ Hà Trang thì không có khó khăn gì đâu. Tôi không ngờ anh là một con người không có nhân phẩm. Hoặc sớm tôi yêu Trang là một anh yêu chân thành tha thiết. Và tôi quý yêu Trang như một thiên thần. Tôi theo đề mà một lần, có phải chăng sự nhút nhát điển hình cho bất hạnh nên tôi đã mất rồi, mất cả chính tôi. Anh đã dạy cho tôi một bài học đắng cay, rằng muốn được tình yêu thì phải tự mình nỗ lực. Không thể ngờ và cũng đừng giả mơ mà hãy dùng cảm vượt lên bằng sức mạnh trái tim mình. Hoài Sơn, anh không biết nói sao với em, vì tình yêu không thể nào ai hiểu được. Em hãy trách mắng anh đi, vì đối với em anh hoàn toàn có lỗi. Trách mắng anh hả? Trách mắng anh rồi tôi được gì khi tình yêu Hà Trang không thuộc về tôi nữa? Mất Hà Trang là tôi coi như mất hết. Tôi biết phải làm sao để tìm lại được bóng hình. Trái đất ngừng quay chưa sao không gian lạnh đớn rợn người. Trời ơi, tôi biết tại sao mà tôi không còn nghe gì nữa. Tôi mù hay sao mà tôi không còn thấy được ai? Hoàng Sơn, Hà Trang ơi, ta như vào dĩ vãng hư không. Tôi mới bắt địa cầu đi tìm em trong đó. Tôi muốn tiếp lên bằng đôi tay thô bạo, nhưng bức tường chia ngăn cản chân mình. Hoài Sơn, anh thông cảm cho em, nhưng anh biết làm sao được. Vì Hà Trang không hề yêu em. Anh im đi! Anh còn nói gì được không? Nếu như không có anh thì Hà Trang sẽ yêu tôi. Hà Trang sẽ yêu tôi nè, anh biết không, biết không? Điều đó anh không thể nào biết được. Tôi không cần biết. Nếu như tôi biết được Hà Trang đau khổ vì anh thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Hoài Sơn, Tôi không tha cho anh đâu. Hoài Sơn,
Hòa Sơn, em hãy thông cảm cho anh. Anh Khắc Cường, mày đã làm gì? Tại sao mày lại chiếm đoạt tình yêu của em mình cách tàn nhẫn như vậy? Hãy quay lại đi là vừa. Không, tôi yêu Hà Trang thật sự mà. Có một lúc nào đó, bỗng nhiên con ngựa bất kham muốn dừng chân gì, nó đã tìm thấy một đồng cỏ xanh tươi ấm áp. Thì có lý nào đời lại khắc nghiệt như nó đến thế sao? Không, đời không khắc nghiệt. Chính con người đã tạo ra hoàn cảnh, chính con người đã tự làm khổ cho mình. Lần đầu tiên sau hơn 30 năm hiện diện trên trái đất, tôi mới hiểu đúng nghĩa thế nào là một tình yêu. Thì bây giờ mày nên dừng chân lại. Nhưng tôi đã hiểu, kẻ nào xem tình yêu như một trò tiêu khiển thì kẻ đó phải trả giá rất đắt bằng chính máu và nước mắt của mình. Mày cứng rắn và can đảm hơn Hoài Sơn, hãy trả lại những gì Hoài Sơn đã mất. Khắc Cường, quyết định đi, quyết định đi, quyết định đi. Tôi đã hiểu. Hoài Sơn, anh sẽ trả lại cho em những gì em đã mất. Anh Khắc Cường, anh Khắc Cường ơi, mình đi 7 giờ rồi nè anh. Anh ơi, bữa nay anh thấy em mặc cái đầm này có đẹp không? Hả? Sao em hỏi anh không trả lời vậy? Anh nè, quay lại đi. Nhìn người yêu của anh nè, hôm nay mặc chiếc áo đầm này có dễ thương không hả? Được không? Gì vậy trời? Làm quê dễ sợ luôn. À, cái mặt của anh làm gì mà bí xị vậy hả? Ai chọc anh giận? Em đâu có chọc anh đâu. Hả? Nói cho em nghe đi, có chuyện gì? Chuyện gì? Em thấy Hoài Sơn như thế nào? Hoài Sơn? Sao tự nhiên bữa nay anh hỏi em về Hoài Sơn? Gì? Anh thấy rất rõ. Chính Hoài Sơn mới thật sự yêu em. Trời ơi, anh hiểu lầm rồi. Em với Hoài Sơn làm gì mà yêu nhau? Em với Hoài Sơn chỉ là tình bạn với anh nhau. Anh muốn nói với em. Anh không được nói gì hết trơn á. Em biết. Em biết là anh định nói gì và anh còn định làm gì nữa kìa. Phải, đối với Hoài Sơn thì em cũng có một thứ tình, nhưng đó chỉ là tình bạn thôi. Còn em đối với anh thì... Ân tình giờ đã trao anh rồi, ngàn thương trăm nhớ bồi hồi xuyên sao. Buồn ơi, lòng vẫn nghẹn ngào. Nếu phải xa lìa em biết làm sao, thì xin đừng nói xa nhau, đừng đem ngân lệ rót vào tim. Nhỏ mà cuồn cuộn dâng cao như thác đổ tuôn trào. Em
con lại sau lưng. Cây cỏ hồn nhiên quá gắn ngọt ngào, để cùng anh dấn thân về phía trước, mà không biết sau này là nắng sớm hay hoàng hôn. Chỉ biết rằng nếu phải xa nhau thì mùa xuân sẽ không bao giờ đến nữa, mà chỉ có ngày đông cùng nắng hạn, và đời cũng buồn theo chiếc lá rụng bên thềm. Hà Trang, tôi hiểu được lòng em, nhưng tôi... Anh... Tôi... Anh đừng tự dối lòng của mình nữa. Bộ anh không có buồn khi anh phải mất em sao? Có lẽ đã đến lúc tôi cần phải nói lên sự thật của lòng mình. Em cũng muốn nghe không? Em muốn nghe, anh nói đi. Anh ơi, em đang muốn nghe lắm nè, anh làm chuyện quan trọng. Em hồi hộp quá, nói đi. Sự thật, tôi không hề yêu em. Cho người ta không hả? Đang giỡn với em phải không? Em không chịu đâu nha, không có chịu anh nói vậy đâu nha. Anh á, anh đã nói với em là anh yêu em nhất trên đời mà. Anh chỉ yêu một mình em thôi, đúng không? Anh đi. Gì kỳ ta? Sao tự nhiên mặt mày bí xị? Hẹn người ta đi coi xong mà tự nhiên tới nói chia tay là sao? Hey, nghe nè, giỡn nhiêu đó đủ rồi. Không thích giỡn nữa đâu nha, giỡn không có hay, không có vui. Phải không? Anh nói hoài với em á, anh yêu chỉ có một mình em thôi, chỉ có một mình em duy nhất là anh yêu tha, yêu thiết, phải không? Đúng không? Cười là đúng rồi, phải không? Đúng rồi, phải không? Tôi biết mà, yêu tôi không chết mà không dám nói. Bây giờ sao? Phải không? Những cô gái nào đến với tôi cũng đều nói như cô cả. Anh nói mà, hồi nãy có nhiều người nghe luôn á. Khi tôi nói dối thì họ lại tin, và họ lại không tin. Khi tôi nói thật. Công nhận bữa nay diễn dai dễ sợ, diễn sâu hay là sâu luôn á. Anh Khắc Cường, em xin anh đừng có nói như vậy nữa với em được không? Em không thích đâu á. Không được nói nha. Anh, tôi đã lừa dối em mà sao em không biết? Những lời nói tình yêu với tôi không cần thiết. Là sao anh? Khi tôi tìm đến em là niềm vui trong chốc lát, đến một lúc rồi đi ngơ không cần thiết. Yêu em do tôi thì không nên bối rối. Yêu nghĩa là mai vui, nghĩa là mang hạc hoài, yêu nghĩa là phải vội, nghĩa là mang hạc hoài. Anh nói gì?
về đi, đừng để cho tôi phải tốt lời thương ai, đừng để cho tôi phải hứng hờ lạnh nhạt, vì đừng để cho tôi phải đưa tay chào vĩnh biệt một nhân tình. Xin em hãy để cho tôi còn lại phút giây sống thật với lòng mình. Những lời nói yêu em dường như tôi đã quên hết, bởi có đáng gì mà để nhớ em ơi. Tôi đã nói yêu không biết bao nhiêu lần, và cũng không nhớ ai đã từng nghe tôi nói. Vì tình yêu với tôi chỉ là cơn gió thoáng, chợt đến rồi đi, không dừng lại để bao giờ. Phải là những lời nói từ đáy lòng của anh. Anh yêu em nhiều nhất mà, có phải không? Có phải như vậy không hả Cát Cường? Anh nói đi, nói cho em biết đi. Tội nghiệp quá, hỡi cô em khờ dại, em đã xây thiên đường cho não tường. Đưa em về lại thực tại bình thường. Cuộc tình của chúng ta kể từ đây coi như chấm hết. Em là em mà tôi lại là tôi. Vì chúng ta là hai tâm thể xa xôi, mà khoảng cách, khoảng cách là thiếu tâm ánh sáng. Tỉnh dậy đi em, đừng mơ hồ, đừng ảo tưởng, đừng say mộng điên cuồng để chết với tình. Điều thật chứ không phải là điều giả. Điều giả, điều giả, anh điều giả, điều giả, điều giả. Tại sao anh lại điều giả? Tại sao tháng năm dài chúng mình gặp nhau? Thương lắm kỷ niệm ngày ta có nhau. Tình mình như ánh trăng sao, trọn đời không cách xa nhau. Lòng nguyện thủy chung trọn đời. Đến giờ phút này em mới biết tôi là một thằng điếu giả sao? Cảm ơn em, cảm ơn em đã có một thời gian yêu tôi. Giờ thì chia tay nhau đi, để tôi có yên tâm bà cưới vợ. Vợ. Phải. Người con gái nào may mắn quá được anh đi cưới làm vợ? Là Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ? Không, không được. Mỹ Mỹ là Mỹ Mỹ là cháu của Mỹ Miêu. Biết không? Mỹ Mỹ không được. Chim khôn
phải chọn cái lành mà đậu. Tôi là kẻ khôn ngoan nên tôi phải chọn Mỹ Mỹ. Còn cô, tôi khuyên cô đừng bao giờ chạy theo tôi nữa. Đừng bao giờ chạy theo mà xin xỏ tình yêu của tôi nữa. Hãy đến với Hoài Sơn, vì nó mới chính thật là người yêu em. Giờ đây tôi báo cho tin một tin quan trọng và trân trọng mời cô. Tôi đã chọn ngày lành tháng tốt để tôi và Mỹ Mỹ sẽ cử hành hôn lễ. Vĩnh biệt. Không, không, không thể nào như vậy được. Anh Khắc Cường, anh Khắc Cường, anh nói anh yêu em mà, và chỉ có một mình em là anh yêu duy nhất thôi mà. Anh Khắc Cường, em cũng vậy, em yêu anh tha thiết, em không thể nào xa anh, em không thể nào mất anh được đâu. Anh Khắc Cường ơi, em không thể nào mất anh. Em khổ quá anh Hoài Sơn. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Em ơi đừng khóc nữa, tác giả Thanh Kim Huệ, với phần đại diện của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ Điền Trung và các nghệ sĩ khác.